gần đây thì cái em túi này hot thế không biết. Dự báo mấy hôm tới là còn hot nữa đây này. Mê túi như mình thì làm sao bỏ qua chiếc này được. Chà chà, cứ phải gọi là bling bling luôn. Các chi tiết chắc chắn nha. Chất liệu của bé này là da lộn đính rất nhiều đá. Mình sẽ có một dây đeo cắp nách và một dây xích để đeo chéo. Dây nặng nha. Túi sẽ có lớp lót và có ngăn khóa kéo ở bên trong. Phần khóa cũng rất chắc chắn. Kích thước của bé này thì là 18x12, đựng vừa điện thoại và rất nhiều những thứ lặt vặt nữa nên rất là tiện để mình có thể xách đi. Trời, ta nói nó sáng bóng gì đâu ấy. Đá sáng á mọi người. Mà bé này nhìn như thế thôi dễ mix đồ lắm. Mình có thể mặc với những đồ bánh bèo này. Váy vóc trông nó cũng sang trọng hẳn lên ấy. Kiểu em túi này vừa có thể sang trọng bánh bèo lại vừa có thể cá tính. Hoặc là nếu mặc đồ chay phố. Rồi cứ phải gọi là đi đến đâu là sáng đến đấy. Nổi bần bật cái set đồ của các bạn lên luôn. Dạng túi hộp mềm trẻ trung. Mà hay một cái là hai cái dây mình có thể thay đổi hoặc là để chung với nhau như thế này cũng xinh nhỉ. Ta nói mặc với cái gì cũng hợp mọi người ạ. Phong cách gì cũng đều cân được hết. Bảo sao em này siêu hot luôn. Cuối cùng thì mình cũng biết lý do và tìm được info của em ấy rồi đấy. Quá trời là đau đầu và khó chọn mọi người ạ. Mình có một cái túi, à không, bốn cái túi theo kiểu style Hàn Quốc, giống y xì nhau chỉ khác về màu sắc thôi. Mọi người lựa giúp mình xem mình nên chọn màu nào ha. Dạng túi hộp kích thước 25x19, bên trong sẽ có một ngăn khóa kéo nữa. Phần dây có thể tùy chỉnh. Phần da của túi thì bóng và mềm nhưng mà lại cứng cáp ở phần nắp nha. Màu xanh, màu đen, trắng và màu nâu nữa. Trời ơi khó chọn quá luôn ấy. Bé này rất là xinh luôn, tiện dùng, dễ phối đồ. Trông lại còn vừa trẻ trung nữa chứ nhỏ. Mình thích màu xanh mà nhìn cái này màu trắng mình cũng không thể rời mắt được mọi người. Các chi tiết về đường chỉ và khóa kéo của túi cũng rất là chắc chắn. Không gian túi lớn có thể đựng được rất nhiều thứ, điện thoại, ví tiền, sổ, đồ make up các thứ. Nói chung là bao tiện ý. Còn màu trắng thì ôi trời ơi hoang mang quá. Đeo lên lại thấy em túi trắng cũng đẹp nhỉ. Dạng bé túi này có thể cân mọi outfit luôn. Đi học, đi chơi, đi làm. Màu nâu này đúng chuẩn style Hàn Quốc luôn này. Các bạn có thể giúp mình lựa một màu được không? Để lại comment để cho mình biết là màu nào hợp nhất nhá. Chứ để mà đeo lên mình thấy cả bốn đều đẹp. Màu đen basic như thế mà lên dáng cũng xinh nhỏ. Đây là một chiếc video thật sự khó nghĩ và khó chọn của mình ý. Mà dù có hơn 5 chục cái túi rồi nhưng mà chính ra mình chưa có cái nào trông nó sang trọng một tí ấy. Để mặc về những cái outfit bánh bèo ấy. Mình thích ở một điểm là shop này lúc nào cũng tặng mình kẹp tóc hết trơn ấy. Em này là túi dây phối hạt chai, mẫu này có màu trắng đẹp mà sang cực. Mình cứ băn khoăn mãi thế là cuối cùng chốt màu đen. Da dày dặn cứng cáp nhưng cực kỳ mềm. Bên trong túi có lớp lót này, mình có thể đeo cầm tay, kẹp nách hoặc là đeo chéo. Các dây này đều có thể tháo ra được á, tiện lắm. Kích thước của bé này vào khoảng 23x14, yên tâm đựng được điện thoại và rất nhiều thứ khác nữa. Lên dáng trông xinh cực mọi người ạ, không có bị hôi mùi da tí nào. Chất chi là chất lượng ấy. Tôi nghĩ mà tiếc màu trắng quá mọi người ạ. Màu đen này cũng đẹp nhưng mà đây là mẫu đầu tiên mà làm mình phân vân màu trắng như thế. Vì túi thực sự mình rất sợ dùng màu trắng luôn. Mình dùng không giữ lắm ấy, nên hay chọn những màu an toàn và dễ phối đồ như kiểu đen này. Còn dây linh động nên mình có thể kết hợp với rất nhiều outfit rất đa dạng luôn. Mọi người có cần một chiếc túi sang trọng để đi tiệc thì đây. Mình xin được giới thiệu với mọi người một em túi cân mọi outfit. Có thể gọi là chiếc mà mình thích nhất trong tháng luôn. Trời ơi, quay dưới nắng xong nhìn đã gì đâu ấy. Chất da đỉnh lắm mọi người ơi. Da mềm, sần. Các chi tiết đường cắt, đường may cũng rất là cẩn thận, chỉn chu. Khóa kéo cũng là cái loại dày và chắc chắn nha. Em này thì mình có thể xách tay hoặc đeo chéo. Bên trong cũng có lớp lót rất dày dặn, cẩn thận. Có một ngăn khóa kéo. Phong cách vintage Hàn Quốc dã man. Mình cảm giác như cân được mọi outfit. Đi làm, đi chơi, những outfit lịch sự hoặc là váy vóc hoặc là với set đồ năng động trẻ trung. Da mềm mà không có lấy cái mùi da đâu ấy. Em này thì có ba màu vàng bò, đen, nâu đậm. Kích thước 29x19. Mình có thể đựng được nhiều đồ lắm. Quá là xinh mà lại còn dễ phối đồ chứ. Ở đây mình có một cái túi dùng từ năm ngoái đến năm nay vẫn như mới luôn. Form túi vẫn rất là đẹp, đứng không còn nghi ngờ gì về chất lượng nữa. 10 điểm. Cảm ơn mọi người đã đến với video unbox túi ngày hôm nay. Mấy hôm rồi mình không được bóc túi đấy. Vừa nhận được cái em này xinh quá trời xinh nên là phải lên video liền này. Dáng của em này vừa lạ lại vừa Hàn Quốc cực kỳ nha. Mình không dành về cái chất vải này lắm nhưng mà nó mềm lắm. Kiểu mềm mịn đứng form. Những chỗ phần da thì rất dày dặn chắc chắn. Cái đường chỉ rất là đẹp nha. Về đến tay mình mà form vẫn còn đẹp thế này cơ mà. Em túi này bên trong có lớp lót, có ngăn khóa kéo và một ngăn nhỏ nữa. Phần dây dài là để mình thu về như thế này này. Xinh nhỏ. Lại còn sẽ rất dễ kết hợp với các outfit bình thường của mọi người. Xứng đáng lắm. Trong cái kho tàng túi này của mình chưa có một chiếc là màu xanh cobalt đúng không? Hello, thử thách 6 ngày 6 đêm unbox túi. Chiếc thứ tư, em này thì có tới 5 màu cơ nhưng mình thấy cái màu xanh cobalt này nổi bật nhất ấy. Với lại là mùa hè mà, phải tìm đồ màu sắc chứ nhỉ. Da của em này rất là mềm, những cái chi tiết đường khâu chắc chắn lắm. Cảm giác cầm cái em túi mini này xinh dã man. Mình có thể xách cầm tay hoặc là sử dụng dây đeo chéo. Dáng dây đeo chéo của em này cũng rất là lạ mắt này, xinh ngắm mọi người ơi. Cảm giác em này diện với outfit nào cũng được mà kiểu cứ nổi bần bật ấy. Mình thấy có nhiều bạn hỏi mình về em túi này ở những video trước thì đây nha, rất là xứng đáng để dinh về đấy. Các bạn cũng thử lựa cái màu xanh cobalt này xem. Đấy, mình nhờ nó mỗi cái việc là lấy cái hàng vào thôi. Thế mà cũng mặt sưng mày xỉa được. Ban đầu mình không có định quay cái video box về cái bọc này đâu. Nhưng mà mình phải khoe với mọi người. Trời ơi, cái túi lông da beo này lúc đầu mình định mua chơi chơi thôi mà bây giờ về ưng quá trời. Đây là một lớp nhưng mà lông rất là mềm mịn. Có cái cúc bấm, đường may chắc chắn. Dáng túi to đựng được nhiều đồ. Đúng cái home sale rẻ vãi chưởng. Xong là mình thấy em cà vạt này cũng xinh. Rất là tiện để mix đồ. Có rất là nhiều màu và giá rất rẻ. Và đây là một cái em túi nhung mà mình cũng không nghĩ là rẻ như vậy mà cái chất nhung ok quá trời. Mình đặt là màu nâu nhưng mà về thì
thấy hơi nâu đỏ mọi người nha. Em này thì có 5 màu. Đây là một lớp nhung chất nhung rất là dày dặn. Có một ngăn lớn và một ngăn nhỏ ở ngoài, đựng vừa cái iPad của tôi nè. Kích thước khoảng 26x23. Kiểu cái box đồ này mình mua về chơi chơi thôi mà lại ưng thật sự luôn nha. Túi này có thể đựng đồ lặt vặt này, sách vở, bút viết các thứ để đi học. Để hôm nào mình sẽ làm video phối đồ với các em túi này nhá. Nhưng mà ưng lắm luôn ý. Các bác xem thử xem sao nhá. Thank you.